uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn nên uống một ly nước ấm, vừa kích thích cơn buồn ngủ, vừa tránh tình trạng khô háo vào sáng hôm sau, làm giảm độ cao nhất của máu, giảm bớt áp lực lên tim. Đánh thức cơ thể một cách từ từ. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, đừng vội bật dậy ngay. Bạn nên nằm trên giường thêm 5 phút để các cơ quan của cơ thể từ từ thức dậy. Hoạt động của các cơ quan trong cơ thể là khác nhau, nên hành động bật dậy ngay lập tức hoặc ngồi dậy đột ngột khiến não bị sốc, dẫn tới việc máu chưa cung cấp lên não đủ có thể dễ dàng gây xuất huyết não. Duỗi thẳng tay chân, bạn có thể nằm trên giường, duỗi thẳng tay chân một lúc, sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể vẫn chưa được linh hoạt, lưu lượng máu còn chậm, vì vậy việc duỗi thẳng tay chân lúc này sẽ giúp tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể. Từ từ đứng dậy, sau khi thực hiện hai bậc trên, bạn hãy từ từ đứng dậy và rời khỏi giường bạn sẽ cảm nhận được đầu óc lúc này rất tỉnh táo và sảng khoái. Đối với người trung niên hoặc cao tuổi, việc đứng dây tư tư sẽ hạn chế truyền té ngã. Do vậy, bạn cần phải đợi cho đến khi não hoàn toàn tỉnh táo, cung cấp đủ bảo lên não thì mới rời khỏi giường. Sau khi thực hiện các hành động trên thì việc đi vệ sinh và bổ sung một ly nước ấm ngay sau đó là điều nên làm, giúp làm loạn máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, mạch máu não, tào bón.